Liên quan đến tin tức nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, ngày 26 tháng 2, cảnh sát Hồng Kông đã có bước đột phá mới trong công tác điều tra khi bắt giữ thêm một nghi phạm có liên quan đến vụ án. Được biết, người này là tình nhân của bố chồng. Nghi phạm mới là người phụ nữ 47 tuổi, đang là nhân viên tại một cơ sở massage ở Thâm Thủy Bộ, đã gặp gỡ và hẹn hò bố chồng cũ nạn nhân được vài tháng. Người này thuê một căn nhà tại Tây Cửu Long từ giữa tháng 2, dùng để chứa chấp chồng cũ Thái Thiên Phượng, trước khi nghi phạm bỏ trốn ở bến cảng và bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi có phát hiện mới, đội tội phạm khu vực Tây Cửu Long đã đến nơi làm việc của cô ta để tìm kiếm người, nhưng cô ta không đi làm. Sau khi thẩm vấn những nhân viên massage là đồng nghiệp của cô ta, cảnh sát Hồng Kông đã xác định được vị trí và bắt giữ nghi phạm trên đường Tiêm Sa Chủy. Tính đến nay, tổng cộng 5 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ án mạng của Thái Thiên Phượng. Bố chồng và anh chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị cáo buộc tội giết người, phải đối diện mức án cao nhất theo luật pháp địa phương. Chồng cũ của cô vừa bị bắt chiều 25 tháng 2, vẫn đang trong quá trình cho lời khai. Trong khi đó, mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng bị cáo buộc cản trở quá trình thực thi công lý. Tình nhân của bố chồng cũ vừa bị bắt ngày 26 tháng 2 hiện đang bị tạm giữ để điều tra.